Vâng, em Hải xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Mình đã quay trở lại với kênh Hải trong buổi sáng ngày hôm nay. Dạ, buổi sáng ngày 27 tháng 6 năm 2024. Hiện tại bây giờ là 9 giờ sáng thì em Hải đang có mặt tại con đường khá là quen thuộc là quen đường Hải Triều. Dạ vâng, thì Hải mời tất cả quý cô chú anh chị các bạn mình cùng đi dạo tại những con đường trung tâm Sài Gòn, cũng như là mình cập nhật về tỷ giá USD rồi một số đồng tiền ngoại tệ khác cũng như là giá vàng của ngày hôm nay nha. Dạ thì hôm nay thì Hải đang đi cũng khá là sớm mọi người, khoảng 9 giờ sáng thì khu vực này thì các cửa hàng phở thì cũng đã mở rồi, nhưng bên cạnh đấy cũng một số cửa hàng vẫn chưa mở cửa đó. Thì ở tại khu vực này thì mọi người cũng biết là đa phần là mọi người hoạt động về đêm là nhiều, thì ngay khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ ở phía trước có mọi người là tòa nhà Bitexco. Thì bây giờ Hải sẽ quay từ trên quay xuống cho mọi người cùng xem tại khu vực tòa nhà Bitexco nhá. Dạ thì mọi người có thể nhìn thấy là tòa nhà Bitexco ban ngày nhìn rất là đẹp, nhưng mà về đêm thì nhìn nó hơi xấu một xíu vì có những cái bóng đèn này. Cái chỗ phòng thì bật phòng thì tắt cho mọi người, nhìn nó lố đổ giống như kiểu như mọi người đi đôi dép tổ ong ấy, nhìn nó kiểu như vậy. Thì bây giờ thì mình sẽ đi dạo dọc đường Ngô Đức Kế này, rồi mình sẽ vào khu vực chợ cũ, chợ Tôn Thất Đạm đấy, rồi mình đi qua bên Sài Gòn Que về bên Takashimaya và kết thúc tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ nhà quý cô chú anh chị và các bạn mình. Dạ vâng, thì mấy ngày hôm nay thì thị trường đối với giá đô la thì tăng gọi là phi mã luôn mọi người, vượt kinh khủng luôn. Chưa có lần nào mà giá USD mà chạm mức chuẩn bị bước tới giá 26.000 đồng trên USD. Thì giá vàng thì nó đã bình ổn trở lại và nó đã giảm về tới mức là hơn 70 triệu rồi. Còn đồng USD thì vẫn tăng liên tục. Đấy là những đồng USD tại thị trường tự do. Thì cụ thể như sau, đối với đồng USD có thị trường tự do mua vào với giá là mua vào với giá là 25.880 đồng, và đối với chiều bán ra là bán ra với giá là 25.960 đồng, thì chỉ còn khoảng 40 đồng nữa đối với cái chiều bán ra nữa là lên mức 26.000 đồng nha mọi người. Thì hãy sợ là trong chiều hôm nay thì vì giá USD sẽ tăng lên mức 26.000 đồng luôn á. Thực sự là quá là cao đỉnh điểm, vượt mốc kỷ lục từ trước tới nay luôn. Vâng, thì đối với quý cô chú anh chị mình về nước, bây giờ mọi người có những đồng tiền đô la đấy, thì mọi người có thể mang đổi các cửa hàng tại quanh quanh tại khu vực quận 1 như là đường Đồng Khởi này, rồi đường Lê Lợi, rồi khu vực Hà Tâm, Mai Vân, ở khu vực chợ Bến Thành. Ở đấy thì Hải thấy là đổi thì giá là cao nhất mà những chỗ mà Hải đã từng đổi và cũng như là mình đã trải qua nhiều. Thì Hải muốn giới thiệu tới quý cô chú anh chị và các bạn để mọi người biết, để mọi người ghé qua đổi nhá. Còn đối với một số đồng ngân hàng á, thì giá thì nó sẽ thấp hơn so với những cái cửa hàng như vậy, nhưng mà được cái là vào bên trong là thuận tiện, mát mẻ, dễ chịu, không phải đứng chờ đợi quá lâu giống như khu vực chợ Bến Thành. Chợ Bến Thành thì mọi người đổi thì phải đứng xếp hàng, nếu mà nhanh thì mất khoảng 10 phút, mà chậm thì dao động tầm khoảng 15 tới 20 phút, có khi đến 30 phút vì lượng người đổi quá là đông luôn. Thì đã có quay cho mọi người xem một số lần mình đổi tại khu vực đấy. Dạ vâng, thì tiếp theo là mình tới với đồng đô Canada. Thì đồng đô Canada thì có chiều hướng cả hai chiều đều tăng so với ngày hôm qua, tăng 7 đồng so với ngày hôm qua. Thì cụ thể như sau, chiều mua vào với giá là 18.165 đồng và bán ra với giá là 18.937 đồng. Dạ vâng, thì thời điểm này là thời điểm mà đô Canada cũng đang lên. Thì quý cô chú anh chị mình về với Sài Gòn thì mọi người có thể ghé qua đây đổi. Và một số lưu ý, như mọi người đổi ngoại tệ tại khu vực đổi bên ngoài thì mọi người lưu ý những cái đồng tiền mà nó hơi cũ và hơi nhàu, cũng như là nó không được đẹp cho lắm, thì mọi người hãy giữ lại và mang những đồng tiền đấy mình mang tới nước, hôm sau mình về nước thì mình lấy tiền đấy tiêu, thì vẫn giá 100 đô thì nó vẫn đúng là 100 đô, nhưng mà đôi khi mọi người đổi tại khu vực với các cửa hàng khác, những đồng tiền mà nó nhàu hay nó xấu một xíu hay là nó bị nhăn gấp một tí thì nó sẽ mất giá nha, ở tại Việt Nam mình. Đấy là những cái lưu ý mà quý cô chú anh chị mình đổi. Thì hôm trước Hải cũng đã có chia sẻ rồi, gặp một cô Việt Kiều Mỹ về thì cô có cầm 100 đô, nhưng mà tờ 100 đô đấy nó khá là nhàu nhuyễn mà nhìn nó cũng xấu, nên người ta chỉ mua có giá có 2 triệu thôi, 100 đô la Mỹ nhá, nên mọi người chú ý. Dạ vâng, thì đối với đồng Yên Nhật thì hôm nay vẫn giữ giá nguyên so với ngày hôm qua, thì mua vào với giá là 154 đồng.
và bán ra với giá là 163 đồng. Còn đối với đồng euro thì euro thì mua vào với giá là 26.504 đồng và bán ra với giá là 27.957 đồng. Thì đối với chiều mua vào thì giảm mất 99 đồng so với ngày hôm qua. Còn đối với chiều bán ra thì giảm 104 đồng. Dạ vâng, thì nếu mọi người đầu tư thì mọi người có thể lựa chọn để mọi người xem, để mọi người ghé qua mua nhé. Thì đối với còn chứng khoán, đối với euro thì mua vào chứng khoán nằm ở mức là 26.772 đồng, thì cũng giảm 100 đồng so với ngày hôm qua. Dạ, tiếp theo là mình tới với đồng bảng Anh nhé. Thì đồng bảng Anh thì mua vào với giá 31.446 đồng và bán ra với giá là 32.783 đồng. Thì so với chiều mua vào và bán ra là đều giảm 3 đồng nha quý cô chú anh chị mình. Đối với đồng bạc của Thái Lan thì đồng bạc của Thái Lan thì mua vào với giá là 611 đồng và bán ra với giá là 705 đồng. Thì Hải thấy là chiều mua vào và chiều bán ra đều giảm 3 đồng nha mọi người. Thì có vẻ là dạo này Hải thấy là người Sài Gòn mình đi du lịch Thái Lan rất là nhiều, và Hải có tham khảo một số cái tour Thái Lan nó cũng rẻ cơ. Thực sự nó còn rẻ hơn những cái tour trong nước, cả bao gồm vé máy bay rồi ăn uống 3 gì nhỉ, 4 đêm 3 ngày rồi dao động khoảng 7 triệu thôi. Thực sự quá là rẻ. Và bây giờ thì người dân Sài Gòn người ta nghỉ cuối tuần như là thứ sáu người ta bay, người ta chơi, hoặc chủ nhật người ta về cũng rất là nhiều nhá. Đôi khi vé ở trong nước nó đắt lắm. Những hôm bữa vừa rồi Hải đi từ quê vào mà giá vé là 2 triệu 7 mà mình bị delay 2 lần, từ lúc 3 giờ chiều cho tới 7 giờ tối mới được bay. Rất thực sự là tâm trạng nó rất là khó chịu khi mình đi giá vé đã cao rồi, kèm theo đấy là dịch vụ thì cứ chậm trễ, rất ảnh hưởng tới hành trình cũng như là quá trình mình di chuyển từ những cái nơi du lịch mình về tới Sài Gòn. Nên quý cô chú anh chị mình cũng ít khi mà lựa chọn những cái tour trong nước, dù những cái tour trong nước cũng khá là hấp dẫn, nhưng mà người ta vẫn thích đi ra nước ngoài, nhất là Thái Lan. Thái Lan thì giá đi nó rẻ hơn rất là nhiều. Dạ vâng, thì tiếp theo là mình tới với đồng tiền Hồng Kông nhé. Hồng Kông thì mua vào với giá là 3.176 đồng và bán ra với giá là 3.311 đồng. Thì cả hai chiều mua vào và bán ra là tăng 1 đồng so với ngày hôm qua. Dạ vâng, thì tiếp theo là Hải sẽ cập nhật về giá vàng của ngày hôm nay gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn mình luôn. Đối với vàng SJC Hồ Chí Minh mua vào với giá là 74.980 đồng và bán ra với giá là 76.980 đồng. Thì mọi người thấy là giá vàng dạo này nó cũng tụt ghê luôn. Nhiều nhà đầu tư vàng chắc bây giờ cũng khá là lo. Nhiều khi thì đi mình vay tiền cũng như đất vừa rồi á, tất cái đợt trước nó khá là sốt, nhiều người giàu lên bởi đất, cũng nhiều người phá sản vì đất. Thì vàng này cũng vậy đấy, có những cái thời gian nó lên đỉnh điểm trên 90 triệu đồng một lượng, bây giờ nó đã giảm xuống còn chỉ còn gần 77 triệu đồng một lượng, thì nó cũng bay hơi đi cũng khá là nhiều. Vâng, tiếp theo là tới với vàng có Doji của thành phố Hồ Chí Minh, thì mua vào với giá là 74.980.000 đồng. Thì theo Hải thấy là cái giá vàng chiều mua vào thì cũng không có biến động nhiều so với ngày hôm qua. Còn bán ra với giá là 76.980.000 đồng. Còn đối với BNG thì cũng vậy, mua vào với giá là 74.980.000 đồng và bán ra với giá là 76.980.000 đồng, quý cô chú anh chị các bạn mình. Còn đối với khu vực vàng Phú Quý SJC mua vào với giá là 75.500.000 đồng. Thì ở đây là có một chút khởi sắc so với chiều mua vào mọi người này. Đối với vàng Phú Quý, còn chiều bán ra với giá là 76.980.000 đồng. Thì giá này thì cũng bằng với những cái cửa hàng trên. Tiếp theo là mình tới với Bảo Tiến Minh Châu. Bảo Tiến Minh Châu thì mua vào với giá là 75.500.000 đồng và bán ra với giá là 76.980.000 đồng. Thì đối với Phú Quý và Bảo Tiến Minh Châu thì cả hai chiều mua vào và bán ra thì đều giống nhau nha mọi người. Nhưng mà đấy, tiếp theo là tới vàng Mi Hồng thì sẽ khác. Vàng Mi Hồng mua vào với giá là 76.500.000 đồng
và bán ra với giá là 76.980.000 đồng. Thì có vẻ là chiều mua vào chiều bán ra chỉ lệch nhau một ít thôi mà không có nhiều, lệch là khoảng 480 đồng thôi. Tiếp theo là mình tới với vàng Eximbank. Vàng Eximbank thì mua vào với giá là 74.980.000 đồng và bán ra với giá là 76.980.000 đồng. Thì đối với vàng Eximbank thì nó cũng giống như là vàng SJC, Hồ Chí Minh, Doji, BNG thì nó đều mua vào bán ra giống như nhau. Và đối với TPBank Gold thì mua vào cũng với giá là 74.980.000 đồng và bán ra với giá 76.980.000 đồng. Thì mọi người cũng có thể thấy hai cái giá tại khu vực Eximbank và TPBank Gold thì nó cũng giống nhau, giống như những cửa hàng trên. Đấy là cửa hàng trên là SJC Hồ Chí Minh, Doji, BNG. Đây là cái giá này chiều mua vào chiều bán ra thì nó niêm yết giống nhau tại năm cửa hàng này. Còn có những sự thay đổi như là Phú Quý, SJC, Học Viện Minh Châu và Minh Hồng thì hai ba cái này thì nó lại khác so với những cửa hàng kia. Còn đối với vàng nhẫn thì vàng nhẫn nữ trang, đối với vàng nhẫn 4 số 9 từ 1 chỉ cho tới 5 chỉ thì mua vào với giá là 73.850.000 đồng và bán ra với giá là 75.450.000 đồng. Thì hai chiều mua vào và bán ra so với ngày hôm qua đều giảm 100.000. Còn đối với vàng nữ trang 4 số 9 mua vào với giá là 73.750.000 đồng và bán ra với giá là 74.750.000 đồng. Thì hai chiều cũng là giảm 100.000 đồng so với ngày hôm qua. Và đối với vàng nữ trang 24K mua vào với giá là 72.010.000 đồng và bán ra với giá là 74.010.000 đồng. Thì cả hai chiều mua vào và bán ra là giảm 99 đồng so với ngày hôm qua. Còn đối với vàng 18K thì vàng 18K mua vào với giá là 53.718 đồng, bán ra với giá là 56.218 đồng, thì cũng giảm 75 đồng cả hai chiều mua vào và bán ra. Tiếp theo là vàng nữ trang 14K mua vào với giá là 41.234.000 đồng và bán ra với giá là 43.734.000 đồng. Hai chiều mua vào bán ra đều giảm 58 đồng. Còn đối với vàng nữ trang 10K mua vào với giá là 28.824 đồng, bán ra với giá là 31.324 đồng. Thì hai chiều mua vào bán ra đều giảm 42 đồng. Dạ vâng, đây là cái giá mà ngày hôm nay Hải muốn gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn để mọi người có thể tham khảo cũng như là cập nhật để đầu tư về giá vàng, giá USD, một số ngoại tệ khác, để quý cô chú anh chị mình nếu mà đi du lịch thì mọi người có thể lựa chọn những cái thời gian đấy để mọi người mua thì giá nó sẽ rẻ hơn so với những cái thời điểm đỉnh cao. Nhưng mà bây giờ thì đồng đô USD của thị trường tự do là cao kỷ lục, chưa có cái mức nào mà cao đến như ngày hôm nay. Nên quý cô chú anh chị mình đi du lịch Mỹ hay là đi du lịch các cái nước mà cần dùng nhiều tới đồng USD thì mọi người cân nhắc nhé. Còn bây giờ Hải thấy đồng Nhật và đồng Bạc Thái thì nó đang có chiều hướng đi xuống, thì mọi người có thể đi du lịch những cái nước đấy, và hôm sau nếu ví dụ như đồng USD thì nó hạ nhiệt đi thì mọi người có thể mua để mọi người đi cũng được. Nếu quý cô chú anh chị nào mà mình đã đặt tour rồi thì mình bắt buộc là phải đó thôi. Nhưng mà thường thường thì người Việt mình thì quý cô chú anh chị mình sẽ chuẩn bị trước khi đi du lịch. Đấy, chuẩn bị trước khoảng một nửa tháng hoặc là vài tuần. Dạ vâng, thì hiện tại thì mình đã có mặt tại con đường Nam Kỳ Khơi Nghĩa. Tại khu vực này thì sáng ra là quý cô chú anh chị mình thường uống cà phê, còn phía bên kia là Sài Gòn Que mọi người. Thì bên cạnh Sài Gòn Que thì có những gian hàng đã mở cửa, còn có một số gian hàng thì vẫn đang còn đóng cửa vì Hải đi cũng hơi sớm một xíu. Đây mọi người thấy có những gian hàng người ta mở cửa, gian hàng vẫn đang đóng cửa đây. Sài Gòn Que này thì năm qua năm 2024 này thì tình hình buôn bán cũng đỡ hơn so với những cái năm đại dịch. Đại dịch thì nhiều cửa hàng đóng cửa, sang tiệm rất là nhiều. Nhưng mà sang năm 2024 này Hải thấy ngành dịch vụ du lịch
khách sạn thì năm nay đã hồi sinh lại và phát triển mạnh mẽ, nhất là dịch vụ ăn uống. Rất là nhiều cái nhà hàng đã được mở ra, giống như phía trước của mọi người ngay đường Nguyễn Trung Trực giao nhau với đường Lê Lợi có một cái nhà hàng của Nhật mới vừa mở thì thu hút tối cũng khá là đông khách mọi người. Ở nhà hàng này thì cũng là một cái nhà hàng cao cấp thuộc dạng 5 sao tại khu vực này. Giá thuê mặt bằng ở đây cũng gần 1 tỷ một tháng đó mọi người, không có ít nha. Ngày xưa đó là một tiệm vàng ở tại khu vực đấy, sau đấy người ta trả và để trống nó khoảng 6 tháng sau thì mới có cửa hàng ở bên kia người ta thuê và mở mặt bằng quán ăn. Và phía bên này là bên Takashimaya. Takashimaya thì lúc nào thực sự lúc nào nó cũng đẹp mọi người, cả ngày và đêm, bao gồm là trung tâm thương mại và bên trên là các tòa nhà văn phòng. Bây giờ thì mọi người chờ xíu thì Hải cũng qua đường nhé, mình sẽ đi dọc khu vực này. Đó, thì đường Lê Lợi thì bây giờ thì mọi người có thể thấy là nó cũng thay đổi khá là nhiều và đẹp hơn và nhìn sạch sẽ hơn so với ngày trước rất là nhiều. Mọi người thấy rác xiết thì cũng đỡ hơn, ngày trước thì rác nhiều vì trong quá trình xây dựng cái tuyến metro, bây giờ trả mặt bằng thì đỡ hơn nhiều và được cái là thành phố Hồ Chí Minh mình khá là chăm sóc với những cây xanh và dọn dẹp rất là nhiều. Bên cạnh đấy thì cũng có một số cái mặt bằng người ta đang còn treo biển cho thuê mặt bằng nữa, vì giá cả ở đây thì mặt bằng thuê nó cũng cao, những chỗ nào rẻ nhất thì cũng phải dao động từ 350 triệu tới 400 triệu một tháng. Nếu một cái giá đấy thì cao lắm, mọi người nghĩ buôn bán kinh doanh làm sao mà tháng ở tại khu vực này thì khách du lịch người ta cũng nhiều, khách du lịch Tây Ba Lô người ta cũng nó lắm mọi người, người ta cũng khôn lắm, người ta mua cái gì người ta cũng vào những cái cửa hàng tiện lợi người ta mua đó. Người ta ít khi mà mua ở phía bên ngoài, mà nhiều khi người ta mua người ta còn có kiểu mua là Hải thấy tí đi thấy nhiều, mình đi gặp Tây nhiều, nhất là du khách châu Âu á, người ta sẽ ghé vào những cái cửa hàng tiện lợi ở Việt Nam mình. Ta mua một cái chai nước suối khoảng 2 lít, 1 lít rưỡi, nó xách đi dạo vậy. Và là nhiều khi Hải thấy những du khách Trung Quốc á, người ta toàn đến vào cái nhà hàng VIP ăn uống, rồi đi vào những cái cửa hàng VIP để ngồi ăn uống thôi. Nó khác với những du khách châu Âu. Du khách châu Âu chắc là chỉ có du khách mà đi theo tour, đi theo đoàn thì người ta mua sắm thoải mái. Chứ còn Hải thấy mà Tây gọi Tây Ba Lô ấy, nhìn chán lắm. Vâng, thì bây giờ thì Hải mời tất cả mọi người mình cùng đi dạo cùng với Hải đến khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ nhé.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.